Người ăn xin giàu nhất thế giới sở hữu khối tài sản khủng. Ăn xin thường được gắn liền với sự nghèo đói và tuyệt vọng. Thế nhưng, đối với một số người, ăn xin lại là một nghề béo bở và có lợi nhuận. Họ đưa công việc này lên một tầm cao mới, thậm chí sở hữu khối tài sản khổng lồ khiến nhiều người ngỡ ngàng. Bà Rajan ở Mumbai, Ấn Độ chính là một trong những trường hợp hiếm hoi như vậy. Ông được truyền thông nước này mệnh danh là người ăn xin giàu nhất thế giới. Từ việc kiếm sống nhờ lòng tốt của người khác, Jain đã sở hữu số tài sản gây choáng, ước tính lên tới hơn 1 triệu đô la. Thu nhập hàng tháng của ông dao động trong khoảng từ 700 đến 900 đô la, tức khoảng 17 đến 22 triệu đồng. Con số này cao hơn nhiều so với thu nhập của hầu hết những người có việc làm ở Ấn Độ. Jain sinh ra trong một gia đình đông con, có hoàn cảnh nghèo khó và không có khả năng đi học. Vì vậy, ăn xin là công việc mà ông đã làm từ nhỏ. Jain thường đi xin tiền trên đường phố từ 10 đến 12 tiếng mỗi ngày. Không giống những người ăn xin khác, ông có biệt tài tìm ra những nơi tốt nhất để hành nghề và biết cách khơi gợi lòng hảo tâm của mọi người. Trong khi những đồng nghiệp khác ở Mumbai chỉ có thể kiếm được 10 đô la mỗi ngày thì Jain thường kiếm được gấp 3 đến 4 lần, thậm chí nhiều hơn. Không chỉ làm nghề giỏi, người ăn xin giàu nhất thế giới này còn rất tiết kiệm và biết cách sử dụng tiền. Hầu hết thu nhập đều được ông giữ lại và đầu tư vào bất động sản. Nhờ đó mà dù có khởi đầu khiêm tốn nhưng đến nay Jain đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ. Ông sở hữu một căn hộ 2 phòng ngủ ở Mumbai, 2 cửa hàng ở thành cho thuê. Được biết, Jain có vợ và 2 con trai. Các con của ông đều được học hành và có công việc ổn định. Mặc dù sống thoải mái, dư dả nhưng Jain vẫn tiếp tục hành nghề. Bất chấp việc gia đình không hài lòng và thường xuyên khuyên ông ngừng công việc ăn xin.